Xin chào tất cả các chị em có cùng sở thích với mình. Mình là Phạm Thị Lịch và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhảy với giai điệu rất tha thiết, đó là bài Baby. Bài này gồm có 4 bộ nhạc tám và chúng ta sẽ di chuyển theo 4 hướng theo chiều quay ngược với chiều quay của kim đồng hồ. Bây giờ mình sẽ đi trước một lượt cho các bạn theo dõi. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân phải. Hướng thứ nhất, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Hướng thứ hai, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Hướng thứ 3, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Hướng thứ 3, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng câu. Câu 1 chúng ta sẽ thực hiện nửa câu đầu là bước samba các bạn nhé. Nhịp 1 bước chân phải chéo qua chân trái cánh phía trên. Nhịp 2 đưa chân trái sang nhịp và đưa chân trái sang ngang và 2 chúng ta dậm chân phải. 3 và 4 chúng ta làm tương tự nhưng chúng ta sẽ đổi về. Nhịp 3 bước chân trái qua chân phải 3 và 4. Đấy là với chân. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm kết hợp với tay. 1 và 2 thì tay trái chúng ta sẽ đưa lên phía trước song song với mặt đất, còn tay phải chúng ta sẽ đưa lên cao. 1 và 2. 3 và 4 chúng ta đổi bên và đổi tay luôn. 3 và 4 thì tay phải ở phía trước, tay trái ở trên cao. 3 và 4. Nhìn chỗ này nhé. Bắt đầu này. 1 và 2, 3 và 4. Lại một lần nữa này. Bắt đầu. 1 và 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8 chúng ta sẽ thực hiện bước cha cha, tiến chân phải. Đồng thời tay trái chúng ta sẽ bắt vòng tay qua đầu và tay phải chúng ta ôm eo nhé. Chúng ta làm như thế này. 5, 6, 7, 8 này. 5, 6, 7 và 8. Đấy. Chúng ta làm lại cả câu này. Bắt đầu này. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đấy. Câu thứ hai, đầu tiên chúng ta thực hiện bước cha cha lồi chân trái. Nhịp đầu tiên khi lồi chân trái thì hai tay chúng ta sẽ đưa sang ngang. Câu hai, 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 thế này, ba và bốn, năm, sáu, bảy và tám thì chúng ta sẽ thực hiện bước quả tráng nhưng sẽ đổi hướng sang bên phải các bạn nhé. Nhịp năm,
bước chân phải bắt qua chân trái, năm. Điều 6 này, lùi chân trái về, đồng thời bây giờ người mình đang có xu hướng quay sang bên phải, hai. Điều 6 này, điều 7 chúng ta bước chân phải lùi về, và điều 8 chúng ta bước chân chéo, chân trái bắt qua chân phải. Lúc này người chúng ta hoàn toàn ở hướng 3 giờ, tức là chúng ta quay sang bên phải một bắc 90 độ. Chúng ta làm lại câu 2. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Bây giờ chúng mình sẽ thực hiện cả hai câu này. Bắt đầu. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Với hướng 3 giờ, chúng ta thực hiện câu thứ 3. Câu thứ 3, đầu tiên chúng ta bước chân phải sang ngang. Chân phải chúng ta đang ở phía sau như này, ta bước sang ngang, sang bên phải. Đồng thời tay chúng ta, tay đưa sang bên phải. Đấy. Tay phải đưa sang phải, tay trái chúng ta ôm em. 3, 2, dậm chân trái. 3 và 4, chúng ta làm như sau, bước chân phải chéo về phía đằng sau này. 3 và cung chân trái về. 4, chúng ta lại bước chân trái chéo qua chân phải ở phía trên. Chúng ta làm lại câu 3. 3, 2, 3 và 4. Mình sẽ quay như thế này cho các bạn nhìn rõ hơn cái câu 3 nhé. Nó sẽ là 3, 2, 3 và 4. Các bạn nhìn rõ không ạ? Nào, chúng ta làm lại hướng đúng của nó đấy. Nè, với câu 2 chúng ta đang tư thế như thế này. Thì bây giờ câu 3. 3, 2, 3 và 4. Bây giờ 5 chúng ta sẽ bước chân trái lên phía trước, và nhịp 6 chúng ta sẽ xoay một góc 90 độ sang bên phải nhé. 5, đấy, 6, tiếp tục 7 lại bước chân trái lên, 7, 8 lại xoay một góc 90 độ sang bên phải nữa, 8. Đấy. Như vậy là đến nhịp 8 thì chúng ta sẽ ở hướng 9 giờ, chính là hướng thứ 2 của bài nhảy đấy các bạn ạ. Nào, chúng ta sẽ thực hiện lại câu 3 này. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4 chúng ta sẽ thực hiện ở hướng 9 giờ. Câu 4 này, nhịp 1 bước chân trái chéo qua chân phải, 1. Nhịp 2 dậm chân phải, 2. Làm lại này. Đây, chúng ta làm như thế nào thì bây giờ sẽ là 1, 2, nhịp 3 bước chân trái về, 3, nhịp 4 lại bước chéo chân phải qua chân trái, 4. Đấy. Nhịp 5 tiếp tục bước chân trái về cạnh chân phải, 5. Đấy. Nhịp 6 chống mũi chân phải. Đấy. 7 và 8 chúng ta thực hiện bước đá chân phải về phía trước. 7 và 8, nhịp 8 là đưa chân trái lên phía trước nhá. Đấy, bước chân trái lên trên phía trước. Đấy là câu 4, chúng ta sẽ làm lại câu 4 nhá. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Mình sẽ làm cái hướng này để cho các bạn nhìn rõ cái câu 4 này. Cùng chiều luôn để các bạn nhìn. Câu 4 này. Đây, kết thúc câu 3 ta làm tư thế như này thì câu 4 cũng bước chân trái này. 4, 2, 3,
6, 7 và 8. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện từ câu 1 cho đến câu 4 luôn nhé các bạn nhé. Đầu tiên chúng mình làm chậm này. Bắt đầu. 1 và 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Câu 2. 2 2 3 và 4. Chán một hình phương này. 5 6 7 8. Câu 3. 3 2 3 và 4. Chúng ta xoay. 5 6 7 8. Câu 4. 4 2 3 4 5 6 7 và 8. Chúng ta sẽ làm nhanh hơn một chút nhá. Làm nhanh hơn một chút này. Bắt đầu này. 2 và 1 và 2 3 và 4 5 6 7 và 8 2 2 3 và 4 5 6 7 8 3 2 3 và 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 và 8. Và chúng ta tiếp tục với hướng thứ hai nhé. Đây hướng thứ hai, chúng ta lại bắt đầu từ câu 1. 1 và 2 3 và 4 5 6 7 và 8 2 2 3 và 4 5 6 7 8 3 2 3 và 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 và 8. Và cứ như thế chúng ta sẽ thực hiện hết lượt nọ đến lượt kia cho đến khi hết bài hát các bạn nhé. Đấy, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn toàn bộ bài nhảy Baby. Xin chúc các bạn có một bài nhảy Baby.